Trước hết, Phương Thảo xin đại diện cho Việt Face TV. Ngày hôm nay, Phương Thảo có mặt ở đây ở Source of Hope with Kelly, my co-host. And hopefully là hai chị em có thể dẫn quý vị đến một chương trình rất là đặc biệt, your Source of Hope celebration tonight. And so, Kelly, hi. Hi, chị. How are you? Hi, chị Angie. Hey, good. I'm excited. I'm here April 13th tại nhà hàng Xander with celebration for the Source of Hope. And Kelly, very excited. Yeah, trước hết là hy vọng rằng hai chị em tối nay sẽ dẫn quý vị đi vào một cái chương trình rất là đặc biệt của Source of Hope và sẽ gặp những cái nhân vật mà có mặt trong ngày hôm nay. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình, hai chị em sẽ trở lại liền với những nhân vật để mà interview cho tối hôm nay nha. Khi mà nói tới Source of Hope là mình phải nói tới là một cái nguồn hy vọng, một cái tia hy vọng, hoặc là một cái, khi mà thông dịch lại cho đúng là một cái nguồn hy vọng. Và ngày hôm nay ở đây trong văn phòng này thì chúng tôi có at least cũng khoảng 500 người đến đây để mà chung vui với cái niềm hy vọng của một người đối với Phương Thảo là rất là quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta, vì cô đã đem một cái Source of Hope đến với cộng đồng của chúng ta rất nhiều. Và ngày hôm nay Phương Thảo xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa Phương Thảo và cô Quỳnh Châu, tức là người tạo nên Source of Hope. Và chị Quỳnh Châu, xin chào chị khỏe không? Oh, Angie, thank you so much. Cảm ơn quý vị Sài Gòn, Việt Face TV và cảm ơn Phương Thảo rất là nhiều. That means so much that you're here to help me today to host. But I wouldn't be here unless you have a good cause. This is a good cause, Quỳnh Châu. Thật sự quý vị biết không, nói ra một tí xíu thì rất là cảm động. Tại vì Quỳnh Châu đã thành lập hơn 7 năm nay rồi, gần 7 năm nay rồi. Nhưng mà đây là 5 năm là Quỳnh Châu đã được cái non-profit 501c3, và đây cũng là một lần đầu tiên, cho nên thật là rất là ngại, không có biết cái gì đó thiếu sót, tại vì từng mọi thứ hết là tất cả mọi người trong để phụ một tay, cho nên cảm ơn Phương Thảo rất là nhiều. Yeah. Thì trong những cái đó thì Phương Thảo muốn cho quý vị khán giả đang theo dõi đài biết thêm về Source of Hope. Thực ra là Source of Hope là một cái trung tâm từ thiện đã được 501c3 certified, và ngày hôm nay Source of Hope không những đã đem đến rất là nhiều niềm hy vọng cho những người homeless gần khu mình, thì Quỳnh Châu nói thêm về cái phần đó để cho quý vị ở nhà nếu mà chưa nghe qua Source of Hope thì ngày hôm nay quý vị biết thêm về Source of Hope. Dạ, cảm ơn quý vị. Thật sự ra hội niềm tin và hy vọng, đó là The Source of Hope, thì có bốn cái program. Cái thứ nhất là mình dạy học về thẩm mỹ viện, Advanced Beauty Industry. Cái thứ hai đó là mình kêu là Beauty of Hope, tất nhiên là mình chữa bệnh, trị bệnh. Giống như là bây giờ mình đang có trị bệnh cho một em 25 tuổi thôi mà bị stroke, cho nên mình có một cái chương trình đó rất là hay để mà giúp cho em, thì cái đó kêu là Beauty of Hope. Rồi mình có Serving Hope, tất nhiên là mình serve tất cả mấy bạn vô gia cư, và mình có Sharing Hope, tại vì thí dụ như hồi tuần vừa rồi Quỳnh Châu có hơn 100.000 pound donate về đồ rau quả, cho nên Quỳnh Châu phải share that for Al. Yeah, và Source Hope là có hai trung tâm hàng tháng vẫn làm những cái chỗ mà nấu đồ ăn cho những người vô gia cư. Yes. This is Representative Matt Shaheen from District 66. Want to say a few words, Matt? Well, it's wonderful to be here this evening. There's a bunch of folks dressed very pretty tonight, and so we're here to celebrate all the great work that the Source of Hope does for the community, and it's an honor to be here. Thank you, Matt. Thank you so much. Well, we would like to welcome you. Welcome to Source of Hope. Welcome to the Vietnamese communities. And I am, of anything, very appreciative of the way you dress today. Yes. I think that it's very pretty. The Source of Hope had that custom made just for her because she has been served with us for almost 7 years. Oh, wow. Wonderful. That's it. You got my heart. Thank you. Because you wear our dress. Thank you so much. Hi, I'm Angie with Viet Face TV. How are you? Nice to meet you.
Please tell our viewer your names and why are you here tonight? I'm Marva Hanks, and I'm here to support Quinn Chu and Wesley Stone's wonderful organization, The Source of Hope. Whenever we hear about The Source of Hope, what does that word mean to you? Well, there's a wonderful scripture in the Bible that says God, who is our source of hope, will give us a hope and a peace and a joy for all things. And so I am excited that that's even the title of the organization. What do you hope out of you from this event? Well, we want to continue to partner with The Source of Hope. They've been such an inspirational force right here in North Texas. We want to make sure that they have access and avenues to further support their mission to help as much as possible. The spirit behind The Source of Hope is something that really every person needs to experience for themselves. So that's why we're here. Not only fill our hunger, but to uplift our spirit in honor of you. So please, Representative Shaheen, Cho, and Wesley Stone, please join me on the stage. God bless each and every one of you. And again, on behalf of me and Senator Huffines, we want to present you with this proclamation on behalf of the legislature. Thank you. Thank you very much. Yeah, thưa anh Bộ, hôm nay có mặt anh ở đây thì cái cảm giác của anh như thế nào ạ? Anh thấy rất là hãnh diện cho Quỳnh Châu nói riêng và tất cả cộng đồng Việt Nam mình nói chung. Yeah. Vì nếu mà mọi người nhìn chung quanh đây đó là thấy có cả Mỹ trắng, yeah, Mỹ đen, yeah, nghĩa là người Mễ, yeah, người Á Châu. Thành ra anh thấy là cái tổ chức của cô Quỳnh Châu làm. That mean to you? Well, I'm actually a big, big fan of Quinn. I had the chance to work alongside her during Hurricane Harvey, actually. I was doing search and rescue, and I heard she was in Houston, and I thought, well, how can I support her efforts and all that the good that they're doing? So I introduced some relatives and some friends into kind of her network, and they were able to provide some support and have some fun and really get introduced to some magnetic charm that Quinn is so famous for, and I just love to be around her and support everything she does. Khán giả của Vietfast TV, ngày hôm nay Phương Thảo đứng đây chung với một số bạn đã rất là nhiệt tình đến để ủng hộ Source of Hope. Cũng rất là hân hạnh, rất là vui vì được góp một phần công sức vô trong cái chương trình để giúp thêm cho cộng đồng già. Thì em chỉ nhiêu đó thôi. Dạ, em xin chào The Vietfast TV, em tên Lan Anh. Dạ, dịp năm năm anniversary này thì Lan Anh rất là vui mừng khi có một góp một chút xíu nào cho truyền thống của mình, thì Lan rất là hân hạnh vào vụ này. Dạ, cảm ơn. Nhà Trúc Thân xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem đài Vietfast. Rất là hân hạnh khi mà anh Thảo và anh Long mời tụi em tham gia để đóng góp một chút gì đó để nói lên truyền thống của người Việt Nam mình ở đất Mỹ. Và xin cảm ơn ạ. Dạ chào quý khán giả, tụi em rất là hân hạnh được giúp được góp phần cho cái chương trình cộng sự của Hope, Soul of Hope, và rất là vui khi được giúp ích cái truyền thống Việt Nam của người Việt Nam mình. Cảm ơn. Thân chào khán giả của Vietfast TV, hôm nay tụi này rất là vui, rất là hân hạnh để
được mời đến đây để mặc được những cái chiếc áo dài của truyền thống của người Việt Nam để đại diện cho cộng đồng ra hát những bài hát rất là truyền thống. Tụi này rất là vui và cảm ơn ban tổ chức. Xin chào khán giả của Vietface TV. Hôm nay chúng tôi đến đây để biểu diễn tiết mục trống cơm, và điều đặc biệt nữa đó là chúng tôi thường thấy nam giới Việt Nam ít khi nào, hiếm khi nào được mặc chiếc áo dài truyền thống như ngày hôm nay. Và hôm nay xin thay mặt cho tất cả các bạn nam ở trong nhóm chân thành cảm ơn đến quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Và Dr. Long. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay rất là có ý nghĩa, bởi vì cái sự mà chuẩn bị chú đáo của Quỳnh Châu là một người phụ nữ Việt Nam thì làm cho chúng tôi rất là hạnh diện, đặc biệt là các anh chị em hôm nay thay mặt cho người Việt của mình trong một cái buổi tiệc hôm nay để đem đến những cái chiếc áo dài Việt Nam rất là đẹp. Chiếc áo này thì chị Long không biết nó từ đâu, nhưng mà không thể nào bằng đẹp bằng những chiếc áo này. Xin cảm ơn các bạn. Và khi nói đến chiếc áo dài Việt Nam thì dù ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ thành phố nào, một tiểu bang nào, hoặc bất cứ một chỗ nào trên thế giới này, khi mặc chiếc áo dài Việt Nam thì người con gái Việt Nam trước tiên là phải có một cái dáng để xứng đáng với chiếc áo dài đó. Và cái dáng ở đây Phương Thảo nói là cái tính, cái nét và cái con người. Và ngày hôm nay thì mình tới đây vì một cái nét thôi, đó là nét đẹp của người Á Đông, để đem những cái niềm hy vọng đến cho những người nghèo khó hơn, những người homeless. Và đó cũng là niềm tin mà chúng tôi tới ngày hôm nay để ủng hộ cho Quỳnh Châu và cũng như Source of Hope. Hy vọng rằng quý vị biết thêm về Source of Hope và support Sword of Hope. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại.